có thể thấy là hôm nay có một sự thiếu chút trầm trọng. Tổ này ơi! Cái này quay một con 80 đúng không? 60 frame. Còn góc này thì nó bao quát được. Lấy đầy đủ nha. Lấy đầy đủ nha. Đầy đủ hết nha. Má, một pha là một step over. Body fan. Các bạn có thể thấy là hôm nay có một sự thiếu chút chậm chậm. Tổ này ơi! Đây những bước chạy thần tốc của con trai của thằng gió Tổng Đức Hòa.
kia thôi. Rồi đặt không thành mình cũng tấn công các bạn. Bạn Văn Hào. Đồ quá. Wow. Bạn Văn Hào thấy không? Rồi ta. Đó rồi. Để nói về việc cầu thủ nào cống hiến trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi xin đề cao Captain Phan Gia Hưng. Zoom lại cái mặt nó. Mày quay mày phải zoom lại, zoom sai. Bóng kính này chúng ta có sự thay đổi về vị trí thủ môn. Thế nào vừa vào sân anh ấy đóng góp một bàn thắng cho đội bạn. Pha này, đây rồi, đôi giày Kamito Velocidad, đây, tôi đang zoom cho các bạn xem này, đấy, phải hợp 1, đây, ok chưa?
dương nó luôn. Hoài luôn vậy hả? Còn hai hả? Còn hai. Nhân. Được. Và con báo ấy đã hiện hình như chúng tôi đã nói với bạn từ đầu trận. Thì đây. Đây của chúng ta. Ồ. Oh. Vẫn chưa có dấu hiệu quay về. Vẫn chưa có dấu hiệu quay về. Vẫn đây đi. Mấy giờ mới quay về.